Hello, xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Thì hôm nay thì mình có hai bài chuột của một bài là của chị khách mình nuôi. Cũng lớn rồi, hình như là cũng được một tháng rưỡi tuổi rồi các bạn. Vì đem vào đây mình bán giùm chị khách mình. Đó. Thì hai bài này thì nói chung là toàn là màu siêu phẩm không nghe các bạn. Màu siêu phẩm là những màu mà các bạn thích. Mà nó ít gặp, nó ít sinh sản ra. Ví dụ như là màu trắng sọc vàng nè, đây. Con này là màu trắng sọc vàng nè các bạn. Đó. Còn những màu cơ bản như là trà sữa, sóc của đó thì cái đó thì quá là cơ bản đối với các bạn rồi. Đó. Thì hôm nay mình có hai bài mình bán nha, hai bài này mình bán luôn nha. Và những bạn nào mà ở gần khu vực Trà Vinh nha, hoặc là ở các huyện là huyện Châu Thành rồi đó thì các bạn muốn mua chuột á thì nhắn cho mình. Mình sẽ hỗ trợ giao hàng đến nhà của bạn. Còn những bạn nào mà gần tỉnh Trà Vinh của mình á, ví dụ như là Bến Tre hoặc là những tỉnh gần Vĩnh Long rồi đó, Cần Thơ rồi đó, thì mình sẽ gửi xe. Và thường á, là mình sẽ gửi xe Tô Châu, tại vì xe này thì nó đi hết các tỉnh miền Tây. Còn những bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình gửi được nhiều xe hơn. Thì có gì các bạn liên hệ vô cái trang đất thú cưng của mình á, thì mình sẽ hỗ trợ để mà giao chuột cho các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay sơ qua cho các bạn xem nha. Đây, bên cái thùng này á thì hôm qua hôm kia gì đó nhiều chuột lắm, nhưng mà mình khách qua lấy bớt rồi, có mấy con trà sữa rồi đó, cái con trà sữa nhỏ nhỏ như thế này nè đó, thì khách lấy bớt rồi. Thì bên thùng này thì mình còn hai con trà sữa, một con thì size lớn hơn, đây con này thì size lớn hơn, con này thì cỡ 1,5 tháng tuổi nha các bạn, con này thì sinh trước, còn cái bé này thì chuột nhà mình đẻ. Bé này mấy cái, bé này thì còn nhỏ nhưng mà vẫn biết ăn uống đầy đủ hết rồi nha các bạn. Đó, chuột thì mình bao các bạn là chất lượng, không bệnh hoạn. Đó, con nào mà nó hung thì mình nói hung, con nào mà nó hiền thì mình nói hiền, để cho các bạn mua về các bạn nuôi nó ok nha. Tất cả bài này đều là dòng Winter White. Đó, mình bán Winter White. Và mấy con này đều hiền hết. Hiện tại là nó hiền thôi nha các bạn. Nếu như mà các bạn nuôi một thời gian á thì cái tính tình nó có thay đổi á, thì nó có hung hay gì đó thì mình không đảm bảo trước. Tại vì mấy con chuột này á, là tính tình nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Đó, mình không biết trước được. Quan trọng là các bạn nuôi nó thì các bạn chăm sóc, yêu thương nó, xem nó như là một người thân hoặc là một người bạn của các bạn, thì nó sẽ xem các bạn lại như vậy và nó sẽ thân thiện hơn với các bạn nha. Các bạn lưu ý nha. Chứ hiện tại mình bán con chuột cho các bạn á, thì mình chỉ đảm bảo trong cái thời gian hiện tại là nó hiền, nó không cắn thôi nha. Còn thời gian sắp tới thì nó sao thì mình không biết trước được. Rồi. Rồi, ở đây thì có một bé trắng sọc, đen, sọc đen, lỗ tai thì màu đen nha. Màu đen nhưng mà đen cũng không có đậm lắm. Mắt màu đen nha. Đây, mấy bé mắt màu đen này á là mình thấy các bạn săn rất là nhiều. Đó, mắt đen tròn. Đó. Rất là dễ thương nha. Bé này hình như là bé đực các bạn. Bé này là bé đực. Đó. Đó, bé này là bé đực. Còn ở trong cái thùng này á, là hoàn toàn là đực. Chỉ có một bé này là bé cái thôi. Đây, bé này bé cái. Bé trà sữa nhỏ là bé cái. Thì khi mình bán á, thì con nào cũng đực thì mình nói là con đực. Con nào cái mình nói là cái. Nếu như mà không mình không đủ một cặp á, thì mình sẽ có thể là mình tư vấn cho các bạn nuôi hai con đực hoặc là hai con cái. Đó, thì cái đó mình sẽ nói rõ khi mà các bạn mua chuột bên mình. Đó, và chuột sao thì mình nói vậy, mình bán và là chân thật, không gian dấu gì hết. Các bạn nào đã từng mua chuột bên mình hoặc là mua hàng bên mình rồi thì các bạn cũng đã biết rồi ha, mình sẽ không nói nhiều nữa. Đó, ngoài ra thì có một bé trắng sọc. Cái màu trắng sọc này là không phải trắng ngọc đen, dạng như là sọc cà phê sữa nha các bạn. Đó, con này thì sọc cũng ít thôi chứ không có nhiều lắm. Mắt thì màu đỏ. Đó, thì có nhiều bạn á, theo cái quan điểm của nhiều bạn á, là mấy con mà mắt màu đỏ là nó hung, còn mấy con mà mắt màu đen là nó hiền. Thực ra theo bạn thấy là nó hung thôi, chứ thật sự nó hiền khô à. Đây, ví dụ như mấy con này, nó hiền hay không á, là do cái tính tình của mỗi con nha các bạn, chứ không phải là màu mắt. Màu mắt là chỉ là cái màu của mắt nó thôi. Đó, nhưng mà cũng có nhiều bạn sợ con chuột mắt màu đỏ, thì cái này cũng tùy thôi các bạn thôi. Nhưng mà chuột mắt đỏ thì nhiều hơn, giá nó rẻ hơn. Còn những con mắt đen như thế này thì hiếm lắm các bạn. Lâu lâu rồi mới có một hai con vậy thôi, thì giá nó sẽ cao hơn. Nói chung là những cái dòng chuột nào mà nhu cầu của các bạn cao á thì giá nó sẽ cao. Còn những dòng chuột nào mà nhu cầu của bạn ít thì giá nó sẽ giảm lại. Đó, cái đó là quy luật buôn bán rồi các bạn. Đó, thì bên này là tổng cộng là còn 1, 2, 3, 4 là hai con trà sữa với lại hai con trắng sọc ha, một con sọc đen với lại một con sọc cà phê sữa. Con này rất là đẹp nha. Đó, rất là dễ thương nha các bạn.
Đó, nó thấy cái tay mình nó tưởng là ăn nó cạp nhẹ thôi chứ nó không có cắn nha các bạn. Không có cắn đau. Đó. Mấy con này thì dễ thương lắm. Mấy con này thì cũng nói chung là còn size baby nha, chưa có trưởng thành hết. Rồi, mình để đồ ăn cho nó ăn đi. Hồi sáng giờ mình bận có đồ quá cho nên là mình chưa có cho nó ăn được. Đó, giờ để vô cho nó ăn nha. Thức ăn nói chung là chuột mình nuôi bán cho nên là thức ăn nó không có là quá là ngon đó mình, nhưng mà mình chọn thức ăn cho nó ăn vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho nó, mình đảm bảo là béo ú để mà có cái dòng chuột chất lượng để bán cho các bạn hả. Rồi qua bên đây, mới thật sự là một bầy siêu phẩm đó các bạn, màu là màu hiếm, màu mà các bạn rất là thích luôn. Thì ở bên này là tổng cộng là 3 6 7 con lận, cho nên là mình sử dụng cái lồng đại để nuôi cho nó thoải mái nha. Và queo á thì mình để 2 chiếc, một chiếc nhỏ này, chiếc này chạy rất là êm nha, rất là bền, queo mica này. Sắp tới mình về cái mẫu queo rồi nữa nè các bạn, chạy rất là êm, rất là bền luôn nha. Và ngoài ra thì mình chơi cho nó một cái dòng queo bia luôn. Cái chuồng này á là hôm qua mình nuôi 2 con bia các bạn, nhưng mà anh khách ảnh qua anh lấy 2 con luôn rồi, cho nên là mình đổi mấy con này qua đây nuôi cho nó rộng nha. Rồi để thức ăn cho nó ăn luôn đó, ok chưa. Thường á là mình để 2 chén, chén nhỏ này để cho mấy chuột con này nó ăn, lớn thì để cho mấy chuột bự này nó ăn. Rồi và bên này thì sẽ có màu chằn chanh, hay là bông lan ta. Cái này mình, cái bé này hình như là màu bông lan nha các bạn. Đây bé này nè, bé này là rất là đẹp nha, size này là vẫn còn size baby chưa trưởng thành hết đâu đó, nhưng mà nó cũng bự rồi, biết ăn đầy đủ hết rồi, mắt màu đen đó, đúng siêu phẩm luôn. Bông lan có sọc chính giữa luôn nha các bạn, 2 cái lỗ tai màu màu đen luôn. Đấy, nó nhồi quá các bạn ơi, khó quay quá. Đấy, ngoài ra nữa thì bên này có trà sữa, vẫn có trà sữa luôn, và trắng sọc vàng. Đây, trắng sọc vàng, vàng là vàng hơi bị chững nha các bạn. Đây, các bạn nuôi lớn nữa thì cái màu nó đậm hơn nữa. Đó. Thì trong bầy này thì có một con bông lan này là mắt đen nè, với lại một con trắng sọc đen này. Con này là đen đậm nha, con này là đen đậm luôn á. Đây. Đó, thôi mình để xuống như quay cho các bạn đi ha. Cầm lên nó nhoi quá. Đấy. Đen đậm luôn á. Con bên này cũng đen nhưng mà đen không bằng. Đó. Trắng sọc đen, trắng sọc vàng. Đấy. Bầy này tổng cộng là 7 con. Và 7 con này là của chị khách. Chị khách này nói chung là khách VIP luôn các bạn. Chị khách này thì mua đồ ăn bên mình. Đó, chị khách này chăm rất là kỹ, chăm từng ngày, chăm nâng niu luôn á, nói chung là vậy. Cho nên là các bạn nhìn cái màu lông của mấy con chuột này các bạn biết liền. Đó, màu lông rất là đều, rất là đẹp, không bị bệt gì hết nha. Đó, mà để được có cái màu lông này á, thứ nhất là quan trọng nhất là cái mùng cưa phải sạch. Mùng cưa phải sạch nha. Đó, và cái thứ hai là phải cho nó ăn đầy đủ hết các chất dinh dưỡng thì nó mới béo mập và cái màu lông nó đẹp và đều như vậy đó, chứ không phải đơn giản là các bạn có một cái con chuột đẹp các bạn nuôi đâu. Các bạn phải gọi là chăm nó tỉ mỉ và yêu thương nó thì nó mới có một cái màu lông đẹp nha. Còn mà các bạn cái mùng cưa này dơ quá, các bạn không chịu thay hoặc là các bạn không có cho nó ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì nó lông nó sẽ thưa thớt, nó bị rụng, hoặc là nói chung là các bạn thấy nó không có sức sống nhiều đấy. Còn như là mấy con này thì rất là ok luôn. Hả? Ăn uống đồ bình thường hết đó nha. Chuột không có bệnh nha các bạn. Mình bán là chuột không bệnh, con nào bệnh thì mình điều trị hết, mình mới dám bán. Để thôi các bạn về nuôi không được thì mất công các bạn mắng vốn mình. Đó. Rồi. Và chuột này á các bạn là do là chuột là chất lượng cho nên nó là mình không thể nào mình bán giá thấp được, không thể nào mà mình bán cái giá là 50 ngàn một con được. Cho nên nó là có một vài bạn thôi, một vài bạn số ít thôi, thí dụ như 10 bạn thì trong đó là có một bạn nói mình bán chuột mắc, nhưng thực sự là không có mắc đâu. Các bạn á, mua một cái con chuột mà giá rẻ thì nhiều khi người ta đưa cho các bạn một con chuột bệnh, hoặc là một cái con chuột nó không có nguồn gốc rõ ràng, hoặc là có một cái con chuột có nó bị sinh sản đồng huyết đó, đồng huyết với lại bầy của nó thì nó sẽ không có chuột, nó không có chất lượng nữa. Còn đây mình là cái dòng chuột mình có nguồn gốc rõ ràng, do chị khách của mình quen, chị khách mình nuôi lớn từng ngày từng chút một cho nó ăn đầy đủ, toàn là thức ăn bổ hết đó. Thì chị khách đem qua đây bán, chị khách của mình bán thì nói chung là không có là
lợi nhuận gì hết. Nói chung là đẻ nhiều quá nuôi không hết thì bán thôi các bạn. Thì qua đây mình bán giùm cho khách mình. Đấy, cho nên là chuột nó màu đẹp như thế này, nó béo, nó mập như thế này thì không thể nào mình bán rẻ được. Mình phải bán giá cao một tí. Nhưng mà giá cao thì nó có sẽ có chất lượng của giá cao nha các bạn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình. Rồi. Các bạn nào cần mua chuột rồi đó thì có thể inbox vào cái trang đó thú cưng cho mình nha. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ gửi chuột cho các bạn. Các bạn ở xa thì mình hỗ trợ gửi xe. Đó. Và đặc biệt gửi xe thì các bạn phải cọc tiền nha, cọc 50% qua chuyển khoản. Đó. Các bạn mua chuột ở xa thì lưu ý là có thẻ tài khoản hoặc là Momo đó thì mình đều hỗ trợ hết cho các bạn. Chủ yếu á, là các bạn chịu hợp tác với mình thôi. Đó là các bạn mua được chuột liền. Đấy, chứ các bạn có nhiều bạn không có chịu chuyển khoản gì hết rồi không có chịu ra xe lấy nữa thì mình hoàn toàn không thể nào gửi được. Tại vì chuột này không gửi bên shipper được nha các bạn. Tại vì có nhiều bạn kêu mình gửi bên shipper á thì bên mấy anh shipper là chỉ nhận hàng hóa thôi, tại vì bên đó người ta đi mấy ngày mới tới các bạn. Còn chuột này thì phải gửi xe nha các bạn. Rồi. Các bạn cần mua bé nào thì có thể chụp màn hình lại đây. Đó. Quay vậy các bạn chụp màn hình lại khoanh tròn gửi qua cho mình. Rồi mình sẽ sắp xếp gửi hàng cho các bạn nha. Giá của trong hai cái thùng này á, trong hai cái lồng này thì giá nó sẽ dao động từ 70 đến 90 ngàn một con tùy theo màu nha. Có gì bạn liên hệ với trực tiếp với mình thì mình sẽ hỗ trợ để mà báo giá cho các bạn luôn. Đó. Rồi. Chuột kỳ giờ này ý ra là giờ ngủ đó các bạn, nhưng mà mình động động nó thức rồi mình cho nó ăn luôn. Đấy. Trong này có một con bông lan này mình rất là thích nè. Nếu như mà con này không có khách lấy nhanh thì mình để dành là mình nuôi luôn nha các bạn. Để dành là mình nuôi, mình quay video để cho các bạn xem chơi. Đấy. Mấy con này nó rất là nhoi nha. Dạ. Con này nó tính trốn nha các bạn. Đó. Cái chuột này á, mà các bạn mua về á thì nhiều khi là nó sẽ la nha. Nó la thôi chứ không phải là hung dữ nha. Có nhiều bạn bị hiểu lầm là tại vì nó chưa có quen mình á thì các bạn bắt nó lên thì nó sẽ la. Ví dụ như con này. Con này nó khá là nhát. Đó, nó sẽ la như thế. Thì bình thường thôi, các bạn nuôi nó một thời gian, các bạn chơi nó thường xuyên là nó quen với bạn à. Đấy, con nào cũng vậy, đa số là những con chuột nhỏ nhỏ này nó khá là nhát các bạn. Nó gặp mà người chủ mới của nó thì nó sẽ khá là nhát. Đó, các bạn chịu khó nuôi về và chơi nó, làm quen nó thường xuyên là ok nha. Đấy, bên này cũng vậy. Bên này thì bốn con trà sữa mình nuôi sinh sản luôn. Bốn con trà sữa nhỏ này mình nuôi sinh sản nhưng mà khách lấy hết ba con rồi. Giờ còn một con. Còn mấy con này thì cũng khách đem qua thôi. Hiện tại mình chuột mình sinh sản ở nhà ít lắm bạn, toàn khách đem qua cho mình bán thôi à. Mà khách thì toàn khách quen thôi, cho nên là dòng chuột nó như thế nào mình nói chung là mình hiểu rõ hết khoảng 80%. Đấy thì mình thu lại mình bán cho các bạn với những con chuột chất lượng mà giá không rẻ nha các bạn. Chất lượng thì không bao giờ đi đâu với rẻ được. Rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Và các bạn cần mua bé nào thì liên hệ với mình. Mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Những màu đẹp này các bạn nào mà thật sự thích á, thật sự muốn nuôi thì lấy nhanh nhanh giùm mình nha, để thôi là khách người ta qua lấy liền, lấy hết luôn á các bạn. Đó, mấy con màu như thế này thì khách người ta săn đón rất là nhiều. Màu trắng sọc, rồi trắng sọc trắng, rồi trắng trắng sọc màu cà phê sữa luôn nè. Đó, rồi bông lan nè, mắt đen nè, trời toàn là màu đẹp đẹp không. Con nào cũng lấy như con heo hết các bạn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.